Dung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những tin tức được cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đại hội thứ 13 Công đoàn Việt Nam chính thức khai mạc phiên trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đại hội được tổ chức với phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển với sự tham gia của 1.100 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Nhiệm kỳ mới xác định 3 khâu đột phá gồm đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động, tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài nhà nước. Sáng nay tại khu đô thị Eco Park, huyện Văn Giang diễn ra phiên chợ cam Hưng Yên năm 2023. Phiên chợ thu hút sự tham gia của 50 gian hàng đến từ các hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh tại các địa phương trong tỉnh. Phiên chợ cam Hưng Yên năm 2023 tiếp nối chuỗi sự kiện giới thiệu, quảng bá và khẳng định chất lượng sản phẩm cam Hưng Yên nói riêng và các loại quả có múi nói chung. Do ảnh hưởng của thời tiết, sản lượng cam năm nay giảm so với năm 2022, song nhờ sản xuất ra sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nên cam vẫn bán được giá. Tại phiên chợ, giá cam Hưng Yên từ 30 đến 35.000 đồng một kg, cam đường canh từ 50 đến 60.000 đồng một kg. Phiên chợ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 12. Hưng Yên hiện có trên 1.800 hecta cam, sản lượng ước đạt trên 21.000 tấn quả. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện chỉ đạo Bộ Tài chính có giải pháp để cửa hàng xăng dầu xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế trong tháng 12. Tại công điện này, Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu phải lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế trong tháng 12 này. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện sẽ bị kiểm tra xử lý. Hiện cả nước có khoảng 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, nhưng mới có Petrolimex áp dụng với hơn 2.700 cây xăng. Theo tính toán của Bộ Công Thương, để xuất hóa đơn điện tử từng lần bán và kết nối với cơ quan thuế, các cây xăng tốn từ 400 triệu đồng tới trên 1 tỷ đồng trang bị phần mềm, thay thế cột bơm và phần cứng bộ tính đo đếm trong mỗi cột bơm xăng dầu. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết âm lịch năm 2024 từ thứ Năm ngày 8 tháng 2 năm 2024 dương lịch, tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão, đến hết thứ Tư ngày 14 tháng 2 năm 2024 dương lịch, tức ngày 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Đợt nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ Tết âm lịch và 2 ngày nghỉ bù, ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại khoản 3, điều 111 Bộ Luật Lao Động. Công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2024 từ thứ Bảy ngày 31 tháng 8 đến hết thứ Ba ngày 3 tháng 9 dương lịch. Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, 2 ngày nghỉ hàng tuần. Từ năm 2022 đến nay, việc thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng diễn ra thường xuyên tại tỉnh Hưng Yên, nhất là các loại vaccine 3 trong 1, 5 trong 1, vaccine viêm gan B, phòng bệnh cho trẻ sơ sinh trong 24 giờ đầu. Việc thiếu vaccine khiến nhiều trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng phải trì hoãn tiêm hoặc chuyển sang tiêm dịch vụ, tỷ lệ tiêm chủng không đạt theo kế hoạch. Năm 2021, tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em ở Hưng Yên đạt sấp xỉ 88%, năm 2022 đạt 84%, nhưng 10 tháng đầu năm nay tỷ lệ này chỉ đạt 72%, trong đó có nhiều trẻ tiêm chủng dịch vụ. Trước tình hình trên, Sở Y tế tiếp tục kiến nghị Bộ Y tế chỉ đạo đẩy nhanh lộ trình cung ứng vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng. Các chuyên gia cảnh báo tỷ lệ tiêm chủng thấp do thiếu vaccine khiến các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát. Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành nghị quyết số 399 về quy định mức chi đối với một số nội dung chi, tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Quy định này tạo cơ sở pháp lý để thực hiện việc lập dự toán, quản lý, sử dụng thanh quyết toán kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời động viên khích lệ, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Theo đó, các nội dung chi cơ bản ở mức 200.000 đồng một người trên ngày, các nội dung chi khác chưa có định mức tiêu chuẩn đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, thì thực hiện theo mức chi thực tế, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả, có hóa đơn chứng từ hợp pháp.
Ban tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới vừa vinh danh Tháp Nghinh Phong tọa lạc tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên với giải thưởng Công trình Du lịch Thành phố Hàng đầu Thế giới 2023. Tại lễ trao giải diễn ra tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hôm qua. Tháp Nghinh Phong được lấy cảm hứng từ danh thắng Gành Đá Đĩa và truyền thuyết Con Rồng Trổ Tiên. Hai phần tháp được chia đôi, mỗi bên có 50 khối đá có hình trụ xếp chồng và liền kề với nhau, tạo như những tảng đá nhấp nhô trên gành đá đĩa. Một bên của tháp cao 35m, tượng trưng cho Lạc Long Quân, đại diện cho sự mạnh mẽ và kiên cường. Bên còn lại cao 30m, tượng trưng cho Âu Cơ, biểu hiện sự dịu dàng và tình yêu thương. Giữa hai phần tháp là một khoảng trống nhỏ, tạo nên một hình ảnh đẹp về sự hài hòa và giao thoa giữa hai dòng máu rồng và tiên. Trước đó vào giữa tháng 11, quảng trường Tháp Nghinh Phong là đại diện duy nhất của Đông Nam Á đoạt giải thưởng Cảnh quan đô thị châu Á diễn ra tại Hàn Quốc. Sau 3 ngày mất tích bí ẩn, cháu bé 2 tuổi, trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, được tìm thấy ở khu vực khe nước trên đồi cao, cách nhà khoảng 300m. Trước đó, vào chiều 29 tháng 11, do bố mẹ đi làm nên bé được gửi ở nhà cùng bà. Thấy người anh trai 7 tuổi đi ra cổng nhà, bé theo sau. Ít phút sau, không thấy bé đâu. Người bà hỏi anh trai mới biết cháu ra cổng. Gia đình liền đi tìm kiếm xung quanh, trích xuất camera nhưng không thấy. Chiều tối cùng ngày, gia đình trình báo sự việc lên công an phường Quỳnh Xuân và chia sẻ lên các trang mạng xã hội. Suốt 3 ngày qua, hàng trăm người cùng giúp gia đình tìm kiếm cháu bé. Rất may, sau nhiều nỗ lực, cháu bé đã được tìm thấy kịp thời và không bị ảnh hưởng sức khỏe tính mạng. Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Hạ viện Mỹ vừa có động thái lịch sử khi bỏ phiếu trục xuất hạ nghị sĩ George Santos của Đảng Cộng Hòa vì các cáo buộc tham nhũng và chi tiêu sai quỹ vận động tranh cử. Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ 311-114, vượt ngưỡng 2/3 cần thiết để ngay lập tức trục xuất ông Santos. Ông Santos, người nói dối về lý lịch tranh cử, bị điều tra đạo đức tại Quốc hội và đang đối mặt với cáo buộc hình sự, trở thành nhà lập pháp thứ 6 bị trục xuất khỏi Hạ viện Mỹ. Ông Santos gây tranh cãi kể từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm 2022. Với việc thừa nhận đã bịa đặt phần lớn lý lịch, công tố viên cáo buộc ông rửa tiền cho chiến dịch tranh cử và lừa gạt các nhà quyên góp. Cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu cho biết tỷ lệ lạm phát hàng năm ở khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu vào tháng 11 năm 2023 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 2 năm qua. Dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng tại khối tiền tệ chung gồm 20 quốc gia châu Âu trong tháng 11 đã tăng 2,4%, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2021. Tỷ lệ này thấp hơn so với dự báo của đa số các nhà phân tích nhận định lạm phát tại Eurozone giảm xuống 2,7% trong tháng 11, từ mức 2,9% trong một tháng trước đó. Lạm phát tại Eurozone đã giảm đều kể từ mức đỉnh 10,6% ghi nhận vào tháng 10 năm 2022, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng do cuộc xung đột tại Ukraine đã khiến các hộ gia đình và doanh nghiệp tại châu Âu phải vật lộn để kiếm sống. Tuy nhiên, hiện tỷ lệ lạm phát vẫn cao hơn mức mục tiêu 2% của ECB. Theo một nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã tạo ra những con robot sống có kích thước nhỏ từ tế bào của con người có thể di chuyển trong đĩa thí nghiệm với mục đích một ngày nào đó, chúng có thể chữa lành vết thương hoặc mô bị tổn thương. Từ phôi loài ếch ở châu Phi, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm thành phần hóa học trong điều kiện phát triển của tế bào khí quản và tìm ra cách khuyến khích lông mao hướng ra ngoài. Đến thời điểm thích hợp, các tế bào có thể di chuyển với các lông mao hoạt động dùng máy chèo. Một số robot có hình cầu và được bao phủ hoàn toàn bằng lông mao, trong khi một số khác có hình dạng giống quả bóng tròn và lông mao bao phủ không đều. Theo tác giả nghiên cứu, chúng cũng di chuyển theo nhiều hướng khác nhau, chẳng hạn như một số di chuyển theo đường thẳng, một số chạy vòng tròn, trong khi những số khác lại đứng tại chỗ và ngó ngoại. Các con robot này có thể sống sót tới 60 ngày trong điều kiện phòng thí nghiệm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.